Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Game Shop VN và mình là Béo. Ác hẳn là các bạn đã vô video clip này chỉ vì cái tiêu đề về một cái sản phẩm mới nhất đến từ thương hiệu ERA, EK368W. Con ERA EK368W này đã quá là nổi tiếng trên các cộng đồng, cái diễn đàn về gaming gear. Vậy thì các bạn nào đang rất là thích nó thì hãy click ngay vào đường link mình để ở phía bên dưới về cái sản phẩm này để mua ngay cho mình. Còn nếu mà các bạn vẫn đang ở lại và chờ đợi thì một cái dòng sản phẩm sử dụng Bluetooth 5.0 kết nối lên đến 3 thiết bị, key cap BBT cũng như là có một cái thiết kế layout 60% tuyệt vời thì các bạn hãy ở lại trong video clip này, mình sẽ nói về ERA EK368W. Và rồi, intro nào. Và rồi, ngay trên tay mình đây chính là con ERA EK368W phiên bản Bluetooth. Con này thì ở phần mặt trước hộp thì cũng không có quá nhiều thông tin. ERA EK368W Bluetooth Skybox Switch. Thì con này các bạn nên lưu ý là sử dụng Skybox Switch với 3 dòng Switch chính, đó chính là Blue, Brown và Red. Con này thì trên hộp thì cũng như ba con khác. Hộp con này thì thực sự là mình nói là khi mà các bạn vô một cái gear, cụ thể là gear shop đi, thì các bạn nhìn ở khu nào mà đen nhất thì đó chính là ERA. Vì các bạn có thể thấy những cái dòng mã sản phẩm của ERA hiện tại đều cái hộp màu đen, nên là dễ rất là nhận biết, phối giữa hai màu đen trắng đỏ quá là nổi bật. Rồi, ở mặt sau thì sẽ có một số thông tin về sản phẩm như là về kích thước, về top cover là metal, về bottom cover là ABS. Tức là cái khung viền này thì nó sẽ là ABS, nhưng ở cái mặt play này, mặt bên trong cái dưới mặt này thì nó sẽ là bằng kim loại. Keycap là Dysub XDA, là cái profile BBTS layout. Switch là Skybox và cân nặng của con này thì khoảng 600g, khá là đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ đến ngay với phần unbox. Ngay khi mở hộp ra thì mình sẽ thấy đây chính là một cái hướng dẫn sử dụng và một tờ giấy hướng dẫn bảo hành. Cái tờ bảo hành này nếu các bạn mua bên G-Shop thì các bạn cũng không cần giữ lại đâu, vì bên mình sẽ bảo hành theo tem của G-Shop nhé. Và các bạn lưu ý là khi mà các bạn mình mua sản phẩm ERA EK368W hay bất kỳ sản phẩm nào sử dụng wireless thì vui lòng giữ lại tờ giấy này giúp mình, vì cái tờ giấy này thực sự là cái điểm ưu tiên dành cho các bạn khi các bạn đọc và xem những hướng dẫn. Không thì mình trong video clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn đầy đủ, các bạn không cần giữ cũng được. Và rồi, tiếp theo đó là một cái cover. Cái cover này thực sự là mình nghĩ cũng chỉ là chơi cho vui thôi. Tại vì khi mà mình đã mua cái bàn phím này là mình đã xách đi rất nhiều. Một cái bao da dành cho bàn phím này thì nó sẽ là một điểm hợp lý hơn. Vậy mà EK361W có, EK368W lại không. Điểm này mình không thích rồi đó. Hay, đây có thể là điều hạn chế đầu tiên. Về bàn phím thì để mình bóc cái bao này ra đã. Đây, bàn phím không có quá nhiều điểm khác biệt so với những gì mà ERA đã công bố, thì mình sẽ nói sau đến phần bàn phím. Bây giờ còn những thứ cơ bản còn trong hộp, đó chính là một cọng dây Type-C, một cái bộ 5 switch để các bạn có thể thay nóng. Con này là dùng Skybox nên các bạn có thể thay nóng được switch. Một cái key puller và một đồ để mở được cái switch. Vì một cọng Type-C các bạn có thể dùng để sạc cho sản phẩm. Một cái key puller để các bạn có thể thay nóng switch. Một cái đồ gỡ switch để các bạn có thể thay nóng được switch. Một cái key puller để các bạn có thể gỡ được keycap và vệ sinh. Và những cái switch tặng kèm này. Thực sự thì các bạn có cái này, thực sự thì sản phẩm này được bảo hành 2 năm, nên là những bất kỳ như là switch của bạn nó bị chập chờn, nó bấm định double click thì các bạn có thể không tự thay nóng ở nhà cũng được, mà các bạn có thể ghé Gear Shop để bảo hành sản phẩm này. Nhưng vì lý do là ERA muốn mang lại cái điều thuận tiện nhất cho khách hàng nên vẫn trang bị các bạn sẵn 5 cái switch ở đây. Và rồi, mình sẽ bỏ tất cả cái này qua một bên và để nói ngay về cái phần bàn phím, cái phần mà các bạn đang rất là mong chờ. Về phần bàn phím của ERA EK368W này thì điểm đầu tiên mà đập vô mắt các bạn đó là sự phối màu quá đẹp đến từ keycap, đúng không ạ? Một sự phối màu hai màu sang trọng, đó là màu trắng và màu xám, mang lại vẻ sang trọng cho bàn phím. Khung viền cũng được làm màu đen. Màu đen này có thể gọi là đen nhám. Ở phần bên tay phải, ở mặt trước có chữ ERA như bao cái phím ERA hiện tại. Ở phần mặt sau của... Ở phần mặt hông
Phía sau thì sử dụng keycap Type-C để các bạn có thể sạc cho sản phẩm. Con này mình nhớ không nhầm đó là khoảng 1800 mAh, nên có thể mang lại cho các bạn trải nghiệm sử dụng đâu đó lên đến liên tục trong vòng khoảng tầm 18-20 tiếng. Thì nếu mà tính trung bình ra một ngày các bạn sử dụng khoảng 8-10 tiếng thì maybe là các bạn có thể sử dụng đến cả tuần, 3-4 ngày gì đó. Ở phần mặt sau của con này thì sẽ có 4 nút cao su và 2 cái lẫy. Một cái điểm mà ERA EK368 làm được so với một cái số dòng bàn phím 60% khác hiện tại trên thị trường á, thì là những cái dòng đó nó sẽ không có 2 cái lẫy này, mà 2 cái lẫy này thực sự rất quan trọng để nâng cái độ cao của phím. Gõ nó sẽ là cảm nhận tốt hơn và cũng như là tránh cho mình bị việc mỏi tay. Và đã nói tới cái việc mà tránh cho mỏi tay á, thì keycap BBT sử dụng XDA Profile của con ERA EK368 này cũng là một điểm mà khiến cho người dùng cảm thấy ưa thích, đó là độ cao của 5 cái keycap này đều bằng nhau, vì đây là XDA Profile nên điều đó cũng là điều dễ hiểu. Và rồi, nhìn sơ qua về cái thiết kế layout 68 phím này thì các bạn sẽ được những nút nào so với bản EK361W? Các bạn sẽ có được phím 4 phím điều hướng trực tiếp, các bạn không cần phải chỉnh switch qua như con EK361W. Các bạn sẽ có 4 nút ở đây, Home, Pay Up, Pay Down, End. Cái điểm thực sự mà mình nghĩ là tại sao ERA không trang bị đó là nút Down, nút Delete. Cái nút đó mới thực sự là cái nút quan trọng cho mọi anh em. Như mình là một dân văn phòng, mình vẫn sử dụng nút Delete rất nhiều. Và nếu như anh em là coder thì Delete nó là còn quan trọng nữa. Vậy mà ERA lại không trang bị nút Delete đây. Mình không biết là ERA có những cái cập nhật phiên bản firmware nào không để có thể thay thế được 4 nút ở đây thành 4 nút khác, hay là có thể cập nhật được macro cho con này hay không thì mình chưa tìm hiểu đến. Nhưng nếu con này có thực sự có phần macro á, có thể thay thế 4 nút này ở đây thành 4 nút bất kỳ, hoặc là thay thế thành nút đeo Delete, là điều mà mình cảm thấy là tuyệt vời. Tổng quan về ngoại hình thì như thế, tổng quan về thiết kế thì như thế. Nó đã đủ chiều lòng anh em chưa? Nếu chưa thì tới ngay tới thằng Switch. Ở đây thì được trang bị con Switch mình đang có trên tay, đó chính là Kybox White. Cái cảm giác nhấn rất thích, cái tiếng clicky rất nhỏ. Đó cũng chính là cái điều mà anh em nên mua, đó chính là con Kybox White này. Kybox White thực sự là cảm nhận của mình rất tốt. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe cái tiếng của sản phẩm thôi. Và rồi, đó là phần Switch. Con này thì được hãng công bố sẽ là 50 triệu lần nhấn. Còn thực tế sử dụng như thế nào thì chắc phải đợi thời gian mới trả lời cho câu hỏi này của mình. Và cái phần mà anh em quan tâm nhất vẫn là phần Bluetooth. Thì 90% cái lý do mà các anh em chọn con này đó chính là về phần Bluetooth. Phần Bluetooth này, con này thì khá là dễ sử dụng. Với các bạn nào không giữ tờ hướng dẫn thì trong video clip này các bạn có thể xem ngay tại đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng. Vừa rồi, để kết nối với thiết bị này thì các bạn lật ra phần mặt sau, các bạn bật on lên giúp mình. Rồi sau khi bật on thì con này dù mặc định là không có chế độ LED nhưng nó vẫn có cái phần LED chớp nháy để các bạn có thể thể hiện phần kết nối. Thì các bạn giữ FN cộng Z trong khoảng từ 3 đến 5 giây giúp mình. Khi nào mà các bạn thấy cái phần Bluetooth nó chớp nháy liên tục, cái phần đèn LED chớp nháy liên tục, tức là đang connect với sản phẩm mới, các bạn có thể bấm FNC, FNX. Đó là tất cả những cái chế độ kết nối, những cái khu vực kết nối. Thì con này có tổng cộng là 3 cái khả năng kết nối liên kết đến 3 thiết bị. Các bạn vào phần kết nối Bluetooth ở trên máy, các bạn tìm Bluetooth mới cho mình. Vào phần Bluetooth thì khi sản phẩm đang chờ connect nó sẽ báo chớp liên tục. Thì các bạn lưu ý nhìn giúp mình xem có một cái sản phẩm nào đó tên là Keyboard hoặc là tên là EK368W thì các bạn có thể kết nối ngay với sản phẩm. Đây là khi các bạn kết nối thành công thì các bạn đã có thể vào sử dụng ngay được cái sản phẩm của mình. Và rồi mình sẽ test ngay cho các bạn. Keyboard Tester. Đó, các bạn có thể thấy không ạ? Đây, các bạn có thể nhìn thấy ha. Vậy là các bạn đã kết nối thành công được với sản phẩm này qua kết nối Bluetooth. Và chắc hẳn là các bạn đang có một số thắc mắc, đó là làm sao để có thể sử dụng một số nút mà các bạn cần ở trên này. Cái số nút ở đây thì chúng ta sẽ có
như là F1, F2, F3, F4 đúng không ạ? Thì các bạn vui lòng đọc cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng, mình sẽ ghi ở đây. Đây, cuốn sách sử dụng này thì khi các bạn bấm FN cộng S thì sẽ bằng là dấu huyền FN cộng 1, 2, 3, 4. Ở đây thì mình sẽ để cho các bạn đầy đủ cái hình ảnh của cái tờ hướng dẫn sử dụng này. Đó, rất cảm ơn các bạn đã coi đến hết video clip này. Để đến cái phần cuối cùng này thì mình chỉ cần nhắc lại một lần nữa là đường link mình để ngay ở dưới phần bình luận. Các bạn có thể click vào đó và tìm ngay cho mình sản phẩm ERA EK368 bảo hành 2 năm thương hiệu Việt tại gearshop.vn. Và rồi, mình là Béo. Các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho video clip này. Và nếu như các bạn muốn có được thêm những cái video clip hay hơn về những cái sản phẩm mới nhất thì hãy follow ngay gearshop nhé. Và rồi, chào các bạn.